Xin chào mọi người, nhà Phương Đông luôn tự hào về phong cách làm việc chỉn chu và cẩn thận trong từng chi tiết, từ khâu thiết kế đến thi công, nhằm mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng với mỗi dự án. Chúng tôi không chỉ tạo ra những công trình đẹp mắt mà còn đảm bảo tính tiện nghi và khoa học. Chúng tôi chăm chút từng chi tiết, từ việc lựa chọn vật liệu, bố trí không gian cho đến từng nét trang trí nội thất. Đặc biệt, chúng tôi cung cấp bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ và dễ hiểu, với các bản vẽ và tài liệu minh họa rõ ràng. Điều này giúp khách hàng nắm bắt toàn bộ ý tưởng và giải pháp thiết kế của căn nhà một cách dễ dàng. Nhờ đó, quá trình thi công diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và chính xác theo thiết kế. Hôm nay, nhà Phương Đông rất hân hạnh được giới thiệu đến quý khách một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật đầy phong cách và tiện nghi. Thiết kế lần này mang đậm nét hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp Á Đông với kiểu mái Nhật thanh thoát. Mẫu nhà 2 tầng này không chỉ sở hữu vẻ ngoài sang trọng, tinh tế, mà còn chú trọng đến không gian sống bên trong, bố trí các khu vực chức năng hợp lý nhằm tối ưu hóa diện tích. Các khu vực phòng khách, bếp ăn và phòng ngủ đều được thiết kế sao cho mang lại sự thoải mái và tiện nghi tối đa cho gia đình. Hãy cùng nhà Phương Đông khám phá và cảm nhận không gian sống đẳng cấp này, nơi sẽ mang đến cho gia đình bạn một trải nghiệm sống lý tưởng. Mẫu nhà mang mã số bờ tờ 292423 là một thiết kế 2 tầng hiện đại với mái Nhật thanh lịch. Nổi bật trong bộ sưu tập của nhà Phương Đông, mẫu nhà này không chỉ chú trọng về mặt thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa không gian sống để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Căn nhà với mặt tiền 12,3m và chiều sâu 9,2m được xây dựng với mục tiêu tối ưu hóa không gian và mang lại sự tiện nghi cho các thành viên trong gia đình. Với diện tích 203m2, căn nhà này đáp ứng đủ các phòng chức năng. Căn nhà với 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng sinh hoạt chung và 3 nhà vệ sinh được thiết kế khoa học và tiện nghi, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhiều thành viên. Phòng khách của căn nhà với diện tích 28m2 mang phong cách hiện đại và sang trọng, với nội thất gỗ ốc chó làm điểm nhấn chính, tạo cảm giác ấm cúng và đẳng cấp, rộng rãi và thoải mái, đủ không gian cho các hoạt động của gia đình và tiếp khách. Toàn bộ nội thất trong phòng khách, từ sofa, bàn, kệ đến các chi tiết trang trí, đều được làm từ gỗ ốc chó cao cấp. Vật liệu này không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn tạo cảm giác ấm áp và sang trọng cho không gian. Điểm nhấn của căn phòng là bức tường ốp đá tự nhiên nổi bật, giúp tạo nên một không gian sang trọng và độc đáo. Bức tường này còn được treo tranh nghệ thuật, làm nổi bật phong cách thẩm mỹ của gia chủ và mang lại cảm giác nghệ thuật cho không gian. Phòng thờ với diện tích 11m2 được đặt tại tầng 1 là không gian yên tĩnh và trang trọng, phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Vị trí này thuận tiện cho việc thờ cúng mà không cần di chuyển nhiều, đặc biệt phù hợp với các gia đình có người lớn tuổi hoặc muốn duy trì truyền thống thờ cúng ở không gian dễ tiếp cận. Phòng bếp với diện tích 20m2 được thiết kế đầy đủ tiện nghi, tạo ra một không gian thoải mái và chức năng cho gia đình. Với diện tích rộng rãi, phòng bếp không chỉ đáp ứng nhu cầu nấu nướng mà còn mang lại sự tiện lợi cho những hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Điều đặc biệt là sự hiện diện của sảnh phụ dẫn ra bên ngoài, giúp việc chế biến đồ ăn và phục vụ trở nên dễ dàng mà không cần phải đi qua các không gian khác. Vách ngăn giữa cầu thang và phòng bếp được thiết kế bằng các nan gỗ, tạo nên một không gian rộng mở và thông thoáng cho ngôi nhà. Với ý tưởng thiết kế này, không chỉ giúp phân chia rõ ràng hai khu vực chức năng mà còn mang lại cảm giác gần gũi, hài hòa cho không gian sống. Phòng ngủ 1 có diện tích 14,5m2, nằm ở tầng 1, là không gian lý tưởng cho những ai cần sự tiện lợi và dễ dàng di chuyển. Phòng được bố trí với cửa sổ lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Phòng vệ sinh chung 1, nằm ở tầng 1, phòng vệ sinh này có diện tích 4,2m2, với thiết kế hợp lý. Phòng vệ sinh được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết. Tại tầng 2 chúng ta có phòng ngủ 2, cũng có diện tích 14,5m2, phòng ngủ 3, diện tích lớn hơn, với 15m2, phòng ngủ 4, phòng ngủ lớn nhất, với diện tích 16,5m2. 4 phòng ngủ được thiết kế hài hòa, mỗi phòng đều có diện tích và công năng hợp lý, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình. Không gian được chú trọng đến tính tiện nghi và thoải mái, góp phần tạo nên một tổ ấm tràn đầy yêu thương. Phòng sinh hoạt chung có diện tích 13m2, là không gian lý tưởng để các thành viên trong gia đình quây quần, thư giãn và giao lưu với nhau. Phòng được thiết kế mở, tạo ra một không khí thoải mái và gần gũi, nơi mà mọi người có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc quý giá. Kết hợp với sân chơi được bố trí với diện tích 11,5m2, tạo ra một không gian sống lý tưởng cho gia đình. Sự kết nối giữa hai không gian này
không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu và vui chơi. Phòng vệ sinh chung 2 cũng có diện tích 4,2m². Phòng vệ sinh này phục vụ cho các phòng ngủ ở tầng 2. Thiết kế tương tự như phòng vệ sinh chung 1 với đầy đủ tiện nghi, tạo sự thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày. Phòng vệ sinh riêng 3. Phòng vệ sinh này có diện tích 3,5m² và được thiết kế riêng biệt cho phòng ngủ. 4 phòng vệ sinh này mang lại sự riêng tư và tiện lợi tối đa cho chủ nhân của phòng ngủ. Quay lại với ngoại thất của ngôi nhà. Đây là một căn nhà 2 tầng mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét Á Đông với kiểu mái nhật thanh thoát. Cấu trúc ngôi nhà được xây dựng kiên cố với các khối hình vuông vức, tạo nên vẻ bề thế và vững chãi. Thiết kế kiến trúc mở rộng theo chiều ngang, giúp ngôi nhà trông rộng rãi hơn và đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa các vật liệu hiện đại như kính và gỗ với màu sắc hài hòa tạo ra một không gian sống thân thiện, tiện nghi nhưng không kém phần sang trọng. Mặt tiền căn nhà được chia thành các khối vuông rõ ràng, thể hiện sự mạnh mẽ và vững chắc trong thiết kế. Tầng trệt với các cột trụ vuông vức chạy dọc từ nền lên tầng 2 tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa các tầng và giúp tôn lên chiều cao của ngôi nhà. Phần mặt tiền tầng 2 có ban công lớn mở ra không gian bên ngoài, kết hợp cùng các mảng tường xen kẽ với kính, tạo ra sự thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Bố cục này không chỉ mang lại cảm giác hiện đại mà còn tạo được cảm giác cân đối và hài hòa cho tổng thể kiến trúc. Cửa chính của ngôi nhà được làm từ gỗ tự nhiên với các chi tiết hoa văn đơn giản nhưng tinh tế, mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện. Cửa sổ lớn bằng kính khung nhôm sơn màu xám không chỉ tạo ra sự tương phản với tường trắng mà còn làm tăng độ sáng cho không gian bên trong. Những khung cửa sổ lớn tại tầng 2 cho phép gia đình tận hưởng không gian mở, đồng thời giúp giảm bớt cảm giác nặng nề của tường bê tông. Bố trí cửa sổ hợp lý quanh nhà giúp tăng cường lưu thông không khí, đảm bảo ngôi nhà luôn thông thoáng và thoải mái. Các chi tiết phào chỉ được thiết kế tinh tế, chạy dọc theo các cột trụ và tường nhà, tạo nên điểm nhấn sang trọng và đẳng cấp. Phần phào chỉ ngang tại tầng 2 kết hợp cùng lớp ốp gỗ màu nâu nhẹ, tạo cảm giác mềm mại và hiện đại cho ngôi nhà. Những chi tiết phào chỉ này không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ để tạo nên vẻ đẹp tinh tế, giúp mặt tiền căn nhà không bị đơn điệu và tạo ra chiều sâu cho kiến trúc. Ngôi nhà sử dụng màu trắng làm màu chủ đạo, kết hợp cùng màu xám của khung cửa sổ và màu nâu nhạt của chi tiết ốp gỗ. Sự phối hợp màu sắc này không chỉ tạo cảm giác sạch sẽ, thanh lịch mà còn giúp căn nhà nổi bật giữa không gian xung quanh. Hy vọng rằng mẫu nhà này đã mang đến cho bạn những ý tưởng và cảm hứng mới mẻ cho thiết kế ngoại thất ngôi nhà của mình. Hãy biến không gian sống thành nơi phản chiếu cá tính và phong cách sống riêng biệt của bạn. Bạn cảm thấy mẫu nhà này như thế nào? Đừng ngần ngại gọi ngay cho nhà Phương Đông qua hotline 0888625888 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.